Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Huyền. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tục đến bài số 43, sách giáo khoa môn toán lớp 1 tập 2, quyển kết nối tri thức. Ở phần bài tập này chúng ta sẽ có yêu cầu như sau. Đo độ dài mỗi bút chì. Chúng ta sẽ có 5 chiếc bút chì. Bút chì A, bút chì B, bút chì C, bút chì D và bút chì E. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện tập đo bút chì với mình nhé. Mình sẽ lấy thước kẻ. Đây sẽ là chiếc thước kẻ đo vạch của mình các bạn ơi. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện đo từng cái đồ dùng với mình nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đo từ vạch 0cm nhé. Bút chì A sẽ có kích thước là bao nhiêu nhỉ? 7cm các bạn ạ. Các bạn sẽ ghi vào trong vở là 7cm nha. Bút chì A 7cm. Bút chì B thì sao nhỉ? Bút chì B sẽ có kích thước là 8cm đấy các bạn ạ. Bút chì C sẽ có kích thước là 3cm. Bút D là 5cm. Và bút cuối cùng là bút E là 9cm. Các bạn sẽ đo lần lượt và ghi vào vở nhé. 3, 5, 9. À, đừng quên viết cm ở bên cạnh nhé. Bởi vì sau này chúng ta còn có thể là học thêm rất là nhiều các đơn vị đo khác đấy các bạn ạ. Rồi, như vậy là cho các bút chì ở trên, bút chì dài nhất sẽ là bút chì nào nhỉ? Chính là bút chì E với kích thước là 9cm đúng không nào? Tiếp theo là đến bút chì ngắn nhất là bút chì C sẽ có kích thước là 3cm đấy các bạn ạ. Rồi, thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết mất rồi. Hôm nay chúng ta học được một cái phần rất là tuy khó một chút đúng không, nhưng mà rất có ích vì chúng ta sẽ có thể là áp dụng được vào trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Đừng quên là bài tập của chúng ta ngày hôm nay thì ngoài phần đo các cái đồ dùng trực tiếp ở trên giấy thì các bạn có thể thực tế là đo chiếc các cái đồ dùng bên ngoài cuộc sống của các bạn bằng chính chiếc thước kẻ mà bố mẹ các bạn mua cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên ở like và subscribe cho kênh của mình nha. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Tạm biệt.